tự hào là cầu ngắm biển đầu tiên ở Việt Nam và dài nhất Đông Nam Á với chiều dài 270m dẫn ra biển. Lối đi bộ rộng từ 10 tới 20m và có sức chứa đến 3.000 người. Và đây chính là cầu ngắm biển Hồ Cốc nằm trên cung đường ven biển Hồ Tràm Thơ Mộng, hay còn được biết đến với tên gọi Hamstone Pier. Ăn có cái kem không à? Nó bắt phải quay phim rồi cho nó. Kem 40.000 đúng vậy? Hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm du lịch đầy mới mẻ và thú vị. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp say đắm lòng người với những cảnh quan và biển đặc sắc, với kiến trúc độc đáo, cầu ngắm biển Hồ Cốc sở hữu thiết kế hiện đại và được lấy cảm hứng từ những bến du thuyền sang trọng bậc nhất thế giới. Đến với nơi đây sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác như đang bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt, tách biệt khỏi sự ồn ào và náo nhiệt của cuộc sống hàng ngày. Từ ở trên cầu, chúng ta có thể phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn toàn cảnh biển Hồ Cốc đầy thơ mộng, với bãi cát trắng mịn và trải dài cùng những hàng dừa xanh rì rào trong gió, tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên. Nhưng mà thực sự là đã được bê tông hóa hoàn toàn. Kéo cái vỏ lên em. Kéo cái vỏ lên. 40k cho một cây kem. 40.000 cây kem. Đây là cái này 20 Nete Milo. Cái đợt bữa đi hay ráng kiếm cái hình ngày giờ lại chứ đâu có nhớ ngày giờ đâu. Thật vượt trước mình ghé đó. 50.000 lượt. Có ghi đây. Một địa điểm check-in lý tưởng khi mà chúng ta đến với Hồ Cốc, Hồ Tràm thì không thể nào mà bỏ qua cái địa điểm này. Chúng ta có thể thỏa thích lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên người thân và bạn bè trên cái chiếc cầu độc đáo này. Vào những cái ngày dịp lễ thì chúng ta sẽ có một số chương trình vui chơi giải trí khác, nhưng mà đợt này mình đi thì vào ăn trưa và cũng đã qua lễ rồi, không còn những cái buổi hoạt động ngoài trời nữa. Còn đi vào ngày thường thì đây sẽ là một cái địa điểm lý tưởng cho những ai mà yêu thích sự bình yên, nếu không muốn nói thẳng ra là hơi buồn, nếu như bà con muốn tạm gác lại những lo toan bộn bề của cuộc sống để hòa mình vào biển cả và tận hưởng những giây phút thanh bình, thì nơi đây là một lựa chọn hợp lý. Bên đây cảm giác thấy không có giờ có khung hình của anh vô đây, cứ quay qua cái này đó là không thấy anh luôn, không tiêu luôn, quay qua tới đây luôn. Đây không thấy này không? Đây góc có chưa rộng. Không, nếu là lên cái hình vuông nhỏ này bỏ mất cho nó. Hứng là xác đích cái gì. Giờ vậy, bữa rồi có chốt có tim một hay là lụm. Mất cái gì luôn. Đó, vậy còn nó yếu quá nha.